Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thùy Linh Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một điểm tham quan ở quê hương mình nhé. Đó là đồi chè ở xóm Tân Hòa, xã Đĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Nào, mọi người cùng theo chân mình để chúng ta cùng đi thăm đồi chè nhé.